Rồi, chào bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên Hữu Nhân, quê em ở Bình Dương. Năm nay em 37 tuổi, hiện tại công việc của em là công an của huyện Tiến, tỉnh Bình Dương. Dạ, rồi xin mời bên đàn gái nhà mình giới thiệu ạ. Dạ, em chào chị Nam Hư, anh Quyền Linh và anh Bên Cạnh và chào các vị khán giả ở trường quay. Em tên là Phạm Thị Ngọc Ánh, em năm nay 33 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở phòng nội vụ huyện Bầu Bàng. Huyện Bầu Bàng hả? Dạ. À, là phòng nội vụ huyện Bầu Bàng. Còn bên đây là huyện Dầu Tiến. Dạ. Hai người trao đổi đi. Dạ, em ở chỗ nào của huyện Bầu Bàng ạ? Nghe trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng anh, em làm ở đó mà nhà em thì ở Bến Cát. Thì nhà anh ở ngay thị trấn huyện Dầu Tiến. Thì từ anh xuống Bến Cát thì khoảng 20 cây. Dạ. Hợp lý đó. Bây giờ mình cho một chút xíu về cái khuyết điểm, ưu điểm mình cho đàn trai biết đi bạn gái. Em có ưu điểm là hòa đồng, giao tiếp cũng tốt anh, chứ biết tính toán. Nhược điểm của em là hơi nhút nhát, yếu mềm và có cái tính nhục nhẽo. Tại em được là út trong gia đình nên được anh ba mẹ với anh chị cũng thương. Rồi, Hữu Nhân. Thì ưu điểm của em thì hoạt bát hòa đồng trong công việc thì tận tụy công việc. Khuyết điểm của em là ngại trước đám đông. Ủa sao nói qua nói lại ưu điểm khuyết điểm giống y chang nhau vậy ta? Dạ. Hai người ngại trước đám đông thì hai người tự nói chuyện với nhau, không có ngại đúng không? Dạ. Hữu Nhân, anh có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cũng 5 năm chia tay, thì nay cũng khoảng được 4 năm rồi. Bên đàn gái? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu của em cũng quen 5 năm mới chia tay. Mà lý do là nói là gia đình bên nhà trai nói kỵ tuổi. Tại do em tuổi là tuổi Dần, cũng nghe nói con đó cũng dữ, ai cũng sợ. Chứ mối tình thứ hai thì một năm qua tìm hiểu thì em thấy anh đó như không thật lòng với mình, thì nên em không có quen nữa, em kết thúc luôn. Qua hai cái mối tình đó làm em có cảm giác em rất sợ khi quen một mối tình nữa. Tụi anh đã làm mai cho công an, có bộ đội cũng rất là nhiều, các đồng chí công an chuyên nghiệp rồi. Phải nói là bản lĩnh về chính trị, về xã hội, về nguyên tắc, tất cả mọi thứ nó rất là an toàn. Em yên tâm nha em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hình dáng thì giống anh Quyền Linh. Hả? Anh bên đây đẹp trai hơn anh luôn á nha. Dạ. Hiền lành, hòa đồng, hoạt bát, cũng nói chung cũng chịu khó anh. Anh bên đây nãy giờ nói chuyện anh hiền không, nói từng câu rất là hiền. Để coi giống anh Quyền Linh nè. Đẹp trai hơn anh. Ý, dạ em chào anh. Chào chị Nam Hương. Cái mẫu người phụ nữ mà lý tưởng anh thực sự muốn tìm kiếm là như thế nào? Nói chung một người lý tưởng thì cao 1m6, thì nói chung thì không mập, phụ nữ quan tâm chăm sóc. Nói chung thì cái đặc thù của mình thì đi công tác ít ở nhà, thì nếu mà chăm sóc cho chồng con được thì cái điều đó là tốt nhất. Nói chung là người phụ nữ theo phong cách Á Đông truyền thống. Yeah. Bên này là ánh là chắc chắn là nhìn là thấy là truyền thống rồi. Cưới vợ vậy thì bây giờ anh đã chuẩn bị gì rồi nè? Nói chung là nhà cửa thì giờ sẵn có rồi. Anh ở với ai? Dạ, ở với mẹ. Còn gia đình có mấy người? Dạ, 8 người mà anh chị em lấy vợ lấy chồng hết rồi. À, còn có mình anh chưa lấy chồng thôi. Lấy vợ. Chưa lấy vợ. Quên. Tức là ổn định chỗ ở, ổn định thì có rồi, công việc thì mình không nói rồi. Nãy giờ là ngồi anh nghe, anh lắng nghe cái giọng điệu, cái cách nói chuyện của ánh bên này thì anh tưởng tượng ánh là một người như thế nào? Ngoại hình rất dễ thương. Cái giọng nói dễ thương lắm á, giọng dạ. Nói vui vẻ lắm á. Anh hình dung về anh xem bên rào mình như thế nào, bên đàn trai như thế nào? Nãy giờ em nghe qua tiếng nói thì em thấy anh này chuyện truyền cảm, cũng dễ mến, cũng hòa đồng á. Nói chung hai người làm trong cơ quan nhà nước thì cũng rất là hiểu nhau. Để anh xem đàn gái thế nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào cô gái. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai hơn anh nha. Đẹp hơn. Trai hơn, tướng dạ. Phong độ hơn. Dạ. Không thích điều gì ở người đàn ông nhất em có thể nói cho chàng trai về này nghe. Nam thì sẽ giao tiếp bằng rượu bia, mà nhưng với điều kiện cứ nhậu thì về ngủ, đừng có khóa. Đừng có mà nói riết, cứ nhậu về cứ nói nhảy riết là em không thích những người mà thường hay nói qua nói lại. Chứ không lăng nhăng bên ngoài khi mà đã lập gia đình rồi. Anh có một mối tình thôi mà 5 năm rồi anh chờ tới giờ luôn, không quen ai luôn đó. Hai bên đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới được em?
cũng sẵn sàng rồi mà không biết ý anh bên kia sao. À, sẵn sàng rồi đó hả? Dạ. Giường hồng đã mở nhưng chưa ai vào đúng không? Dạ. Rồi sẽ có chú công an vào. À. Dạ, anh Quyền Linh ơi, hồi nãy em có nghe anh bên cạnh em nói là tiêu chuẩn bạn nữ phải 1m6 mà em không đạt. Sao ảnh tiêu chuẩn nói vậy thôi? Sao? À, nói tiêu chuẩn ai cũng có một cái tiêu chuẩn nhưng mà dạ. Nhưng mà tình yêu nó không có quy chuẩn, không có tiêu chuẩn nào cả khi mà người ta gặp nhau rồi. Đừng lo điều đó. Dạ. Ờ, anh hôm nay anh đi với ai? Dạ em đi với anh của em và ba người bạn. Em xin em là bạn của anh. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư và xin chào quý vị khán giả. Em chơi với anh đã 10 năm rồi. Và đã 3 năm chờ đợi khi mà em đưa hồ sơ đăng ký lên online thì bây giờ anh mới được lên chương trình này. Bạn em rất là tội nghiệp vì tuổi dần mà giờ chưa có chồng được. Nên em không biết là anh có ngại về cái tuổi dần của bạn em hay không. Chứ nó tuổi dần mà nó hiền còn hơn con mèo nữa đó anh. Nó dễ thương lắm. Dạ nói chung em cũng không ngại. Dạ em cũng xin chia sẻ một điều đặc biệt á, là hôm nay là ngày sinh nhật của bạn em luôn. Không biết là vô tình hay hữu ý nữa nhưng mà là ngày sinh nhật của bạn em thì em hy vọng là hôm nay á bạn em sẽ có tuổi mới và một tình yêu mới thật là đẹp. Dạ, em xin hết. Trời ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Dạ cảm ơn. Bây giờ thì mình đi với ai Nhân? Dạ em đi với anh rể và anh họ với chị họ. Dạ chào hai MC và chào toàn thể khán giả. Thì nhìn chung là bên đàn gái là rất ok. Hữu Nhân cứ việc, em cứ việc tiến tới không có gì hết. Vừa khám vừa phá nếu mà được chúng ta tiến tới rước dâu về dinh. Hay quá. Ra là chúng ta cứ ok. Khám thôi đừng có phá. Mở rào. Dạ em chào anh Hữu Nhân. Dạ anh chào em. Dạ em có cảm nhận về anh như thế nào? Mùa hoa lê kia mà. Dạ. Dạ anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Khi mà gặp ảnh rồi thì anh thấy bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh? Nói chung là cái tiêu chuẩn đặt ra thì vậy là ok. Em cảm nhận anh như thế nào? Như nãy chị Nam Hư có hỏi em thì theo qua lời nói thì em sẽ cảm nhận như thế nào thì em mới nói anh là qua cái tiếng nói em thấy anh hiền lành, thêm cái nữa dễ thương. Dễ thương. Khi mà gặp thực tế. Nói chung thì anh cảm nhận em thì nói chung thì người miền Đông nói chuyện cũng dễ thương. Dạ. Nói chung thì giờ cũng tuổi cũng lớn rồi thì được thì tạo cơ hội thì tìm hiểu. Dạ. Hỏi đi bây giờ nếu mà đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò sao đó, hai người đó ở gần nhau hẹn hò một tuần mấy lần? Nếu mà bây giờ cái công việc của anh đó thì nói chung thì trực khiến nhiều thì cái thời gian mà hẹn thì nó cũng hạn chế. Dạ. Như vậy thì em có thông cảm không? Em nói cho mày, gia đình em bên dòng họ em có người cũng bên ngành công an, em cũng hiểu, em cũng biết. Thì công an mà đâu có thường hay trực chiến ở nhà đâu. Thì mình cứ cố gắng sắp xếp và mình tạo điều kiện cho nhau. Hai tuần một lần được không? Mà hai ba lần được không? Dạ được anh. Nếu mà anh nói anh ở huyện Dầu Tiến, em thì em làm ở huyện Bầu Bàng. Thì giữa huyện Bầu Bàng, huyện Dầu Tiến hình như em nhớ hình như cách nhau có mười mấy cây khi qua phải không ạ? Em nhớ cũng gần á. Đâu hơn 30 cây á. Chỉ qua Long Hòa hết 15 cây rồi. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh cũng sống với mẹ. Em cũng giống anh, em hiện tại em cũng sống với mẹ. Em là út trong gia đình. Vậy thì hai bạn mời hai mẹ vợ chung với hai người. Đơn giản hai người ở gần nhau nó, hai bà mẹ ở chung nhau rất là hợp với nhau. Dạ. Mình đi đâu mình chở hai mẹ đi theo, hai mẹ một cặp, hai đứa mình một cặp. Dạ. Rồi mình bây giờ mình nói tí xíu về quan điểm hôn nhân của đàn trai rồi đàn gái như thế nào. Nói chung là quan điểm hôn nhân của anh thì nói chung nói chung sao cứ riêng đi bây giờ nói chung không à. Nói chung anh thích sinh mấy đứa? Hai đứa. Giờ muốn hơn cũng đâu có được nè. Đúng rồi. Dạ. Lỡ em không sinh được hai đứa, một đứa được không anh, dù trai hay gái được luôn.
Anh có thấy rung động trái tim mình nó nhúc nhích gì với đối phương không? Dạ có. Hát một bài hát để tặng nè. Dạ em quên lời, cho em xử lý lời nha. Được. Rồi. Câu này ngôn việc đó. Trời, có đem bài nữa kìa. Không ạ. Bắt đầu. Vô. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm yêu rượu hát câu hò trên môi, miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi người ơi đừng về. Rồi. Như thế là em đã đọc được mấy câu ở trong cái tờ giấy đó rồi. Hai người đứng lên, nắm tay nhau. Hai anh chị cũng lớn rồi, nắm tay nhau, hai tay luôn. Đó, nhìn vào mắt nhau. Chúng ta kiểm tra con tim mình thật kỹ, xem luồng điện tình yêu có chảy vào hai người hay không. Chúng ta lắng lại 30 giây, cảm nhận tất cả điều đó. Rồi. Em nghĩ là đủ rồi. Trở về ghế đi các bạn. Bây giờ thì mình để tay mình nút bấm đi. Đã đến thời khắc quyết định. Chuẩn bị nha. 3 2 1. Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó. À, chúc mừng anh, chúc mừng anh. À... Một nụ hôn đặt đúng vào ngày sinh nhật. Ừ. Để chứng minh tình yêu của mình. Nào, bắt đầu đi anh trai. Rồi, dạ, em mời anh. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình mới tuổi sinh năm 82, mình sinh ở bên Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Khá là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì... Anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tỉnh. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 18 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi có đâu, thì mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Ừ. Là mẹ đang ở quận Tư. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích cái ồn ào, chứ mà bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ mà bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu, cháu của bà chị trong, nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là gì? Bên vậy? Đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì vậy? Là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi. Nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình.
cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có giùm nó cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của em có ai bên đó không? Mà em qua nói nhìn cương. Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đã khá là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh rồi. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Okay. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển rồi chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Ừ. Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim. Bên điện máy Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Hưng Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Có thì lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn coi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh tí xíu, bây giờ là không ồn nào đó. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tế nhị chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con á, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Dạ rồi. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1.5 cho nên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn đúng không anh, thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì, thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người dạng tình trải, giải khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lên, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai. Tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh để khác là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để anh không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tụi hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh
nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, rồi. Cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người, dạ. Đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh ok anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp, thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà anh thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nhàn nhiều nhất. Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được ha. Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi anh ơi. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Nên cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được. Vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok.